Làm sao để từ một mảnh đất yếu ven biển ở dưới có thể xây nên căn biệt thự hiện đại và sang trọng như phía trên? Giới thiệu quý vị căn biệt thự hiện đại mà Louis vừa bàn giao cho khách hàng vào video này sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình thi công. Với ngôi nhà lớn thì tải trọng cũng lớn nên việc đầu tiên là thi công ép cọc. Ép cọc xong là đập đầu cọc và làm đài móng. Dưới đây là vài hình ảnh công nhân đang đổ bê tông lót làm đài móng, làm cốt và móng, lắp đặt thép móng và bước cuối cùng là đổ bê tông móng. Căn biệt thự 5 tầng nên cũng được chia thành 5 đợt đổ bê tông chính, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng mái. Tiếp đến là thi công tường bao và các vách ngăn phòng. Xây xong thì ta cần tô trát hoàn thiện tường. Và bước cuối cùng quyết định sự sang trọng và đẳng cấp của căn biệt thự hiện đại là thi công ngoại và nội thất. Nội thất là một sản phẩm đặc biệt của Louis khi tự thiết kế, gia công gỗ và lắp đặt hoàn thiện. Hôm nay Louis sẽ dẫn quý vị tới thành phố biển Nha Trang cùng xem căn biệt thự hiện đại mà Louis vừa bàn giao cho chủ nhà. Lối đi ra sân vườn được lát đá và nhiều cây cối xung quanh. Còn đây là sân vườn sau nhà. Vô trong phòng khách nên ta tường nhà được lát đá da nứt, nội thất được sắp xếp tối ưu không gian. Ngôi nhà vô cùng tiện lợi và an toàn khi được trang bị thang máy và cả thang bộ. Phòng thờ gia chủ thiết kế theo kiểu truyền thống. Nhà vệ sinh được trang bị hiện đại không kém gì các khách sạn 5 sao. Trên mỗi tầng, ngay vị trí thang bộ, được thiết kế vừa phải, vừa có lối đi rộng lại sẽ là sẵn để gia đình cùng nhau quây quần, không gian chung để thư giãn và chia sẻ. Không gian bếp với tông màu trung tính, đi từ trắng kem tới lâu nhạt thường được liên tưởng đến sự thời thượng và quyến rũ. Follow Louis để đón xem nhiều video hấp dẫn nữa nhé.